Xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Vinh Trần, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là bác sĩ Vinh Trần Official. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về thuốc làm loãng máu, hay tiếng Anh còn gọi là blood thinner. Rất là nhiều quý vị hỏi tôi về những cái loại thuốc này, và cái quan trọng hơn là tại sao chúng ta cần phải uống, rồi tác dụng phụ của nó như thế nào. Trong cái video này tôi sẽ giải thích kỹ hơn về thuốc loãng máu, các loại thuốc loãng máu, và quan trọng nhất là những cái tương tác với thức ăn mà quý vị cần phải chú ý. Thưa quý vị, thuốc loãng máu là cái loại thuốc mà ngăn ngừa hình thành cục máu đông ở bên trong cái động mạch hay là tĩnh mạch của chúng ta. Quý vị phải nhớ là cái này chúng ta ngăn ngừa, có nghĩa là thuốc loãng máu sẽ không có làm tan những cục máu đông đã có trước đó. Đây là cái suy nghĩ mà rất là sai lầm, là những quý vị nghĩ rằng mình uống thuốc loãng máu là để cho mấy cục máu đông đã bị rồi nó từ từ nó tan ra. Không phải, thuốc loãng máu để ngăn ngừa cục máu đông hình thành trong tương lai, có nghĩa là nó ngăn ngừa cái bệnh xảy ra do cục máu đông. Thì những bệnh này là gì? Thứ nhất là bệnh đột quỵ, là chúng ta có cái cục máu đông ở trên não chúng ta. Bệnh trụy tim, hay còn gọi là nhồi máu cơ tim, là chúng ta có cái cục máu đông ở trong cái động mạch vành, động mạch cung cấp máu cho tim chúng ta. Hoặc là những bệnh liên quan tới cục máu đông trong phổi chúng ta, hoặc là những bệnh mà liên quan đến cục máu đông ở trong chân hay trong tay chúng ta. Nói tóm lại, thuốc làm loãng máu là chúng ta ngăn ngừa cái chuyện đó xảy ra một lần nữa, quý vị nha. Nhớ cái đó rất quan trọng. Như vậy thì ai sẽ làm cho tan cục máu đông của chúng ta, đúng không? Thì hệ miễn dịch của chúng ta có một cái tế bào gọi là tế bào đại thực bào, macrophage. Thì những cái tế bào này sẽ đi vòng vòng, từ từ sẽ ăn bớt và làm cho cục máu đông đó nó tan đi. Như vậy, cơ thể chúng ta ngăn ngừa cục máu đông xảy ra, cộng thêm hệ miễn dịch từ từ làm dọn sạch những cục máu đông đã có, khiến cho cái việc thông máu từ từ nó trở lại bình thường. Ai thì nên dùng thuốc chống loãng máu? Thì những quý vị có những cái bệnh dưới đây hoặc là có chỉ định từ bác sĩ thì mới nên dùng. Có nghĩa là quý vị không nên tự ý uống thuốc loãng máu cho vui. Quý vị hiểu không? Hoặc là nghe lời bạn bè nói là nên uống aspirin. No, no, no. Chỉ nên uống theo chỉ định của bác sĩ mà thôi. Như vậy, những bệnh nào? Thứ nhất là bệnh tim mạch, là chúng ta đã nghẽn mạch máu, chúng ta bị hút thuốc, chúng ta có những bệnh đã xảy ra với tim mạch, hoặc là cái rủi ro xảy ra cao, ví dụ như tiểu đường mà có thể dẫn tới biến chứng tim mạch. Những bệnh về đột quỵ, chúng ta đã bị cục máu đông rồi, hoặc là chúng ta có cái rủi ro đột quỵ cao. Hoặc là những bệnh về mạch máu, ví dụ như có cục máu đông trong phổi, nghĩa là đã có bệnh rồi, hoặc là cái rủi ro có bệnh sẽ rất cao. Thứ hai là những bệnh lý về rung nhĩ, hoặc là những bệnh về loãng mạch. Thì tại sao những bệnh này chúng ta cần thuốc chống loãng máu? Thì cái lý do là khi mà chúng ta bị rung nhĩ hoặc là loãng mạch, tim chúng ta đập bất bình thường, khiến cho một số vùng ở trong tim chúng ta, đặc biệt là cái nhĩ, một trong những cái nơi mà dễ tích tụ cục máu đông ở đó. Thì uống thuốc chống loãng máu với những bệnh về loạn nhịp ở tim giúp cho ngăn ngừa những cục máu đông xảy ra chỗ đó. Và khi mà những cái cục máu đông này nó chạy vòng vòng thì nó làm nghẽn động mạch. Rồi bây giờ một cái bệnh khác là những bệnh về van tim. Thì van tim cũng là một trong những cái nơi khi mà tổn thương có thể dẫn đến cục máu đông. Rồi những bệnh về di truyền nè, những bệnh về hút thuốc nè, những bệnh mà khiến cho máu chúng ta dễ đông hơn. Một cái bệnh khác ví dụ như là những bệnh liên quan tới hệ miễn dịch. Ví dụ như bệnh antiphospholipid là một bệnh mà có thể liên quan tới bệnh lupus. Thì quý vị có thể vẫn phải cần uống thuốc làm loãng máu. Quý vị thấy rồi đó, là chúng ta không có tự uống thuốc loãng máu, chúng ta không uống cho vui quý vị nha, mà chúng ta càng không nên uống vì nghe lời bạn bè. Thì có bao nhiêu loại thuốc loãng máu? Thưa quý vị, là có rất là nhiều loại thuốc loãng máu trên thị trường, nhưng mà chia ra hai cái dạng chính, và đây là hai cái dạng mà quý vị cũng cần phải hiểu là thuốc loãng máu mình dạng nào, để tùy vào cái dạng mà cái cách mà chúng ta theo dõi cũng như tác dụng phụ nó sẽ xảy ra khác nhau. Thứ nhất là cái loại thuốc chống đông máu, tiếng Anh gọi là anticoagulation. Thì thuốc này là những cái thuốc mà chống những cái tế bào máu, những cái tế bào trong cái chuỗi đông máu kết tụ lại với nhau. Quý vị tưởng tượng là mỗi lần mà chúng ta có cục máu đông á, là nhiều tế bào rồi những cái protein
trong cái chuỗi đông máu nó gom lại, giống như là có tai nạn xảy ra thì mọi người bu lại coi vậy đó. Thì thuốc chống đông máu ngăn mọi người tụ lại, có nghĩa là đừng có cho mọi người tụ lại tám, chúng ta đẩy họ ra xa, thành ra cái việc mà gom lại cái cục máu đông nó sẽ chậm hơn. Chính vì cái việc chậm hơn khiến cho cái rủi ro đột quỵ thấp hơn. Thì những thuốc này là gì? Heparin, warfarin, hay là cái tên hiệu là Coumadin, hoặc là apixaban, hay là Eliquis, dabigatran, hay còn là Pradaxa. Là những cái loại thuốc này quý vị sẽ thấy bác sĩ cho to, rồi bác sĩ sẽ theo dõi. Nó tóm lại, đây là những loại thuốc mà quý vị sẽ phải uống thường xuyên nếu như quý vị có vấn đề về cục máu đông. Cái loại thuốc thứ hai là loại thuốc kháng tiểu cầu, tiếng Anh còn là antiplatelet. Là tại sao? Tại vì tiểu cầu là một cái tế bào rất là quan trọng trong cái việc hình thành cục máu đông. Quý vị nghe tôi nói về tiểu cầu rất là nhiều đúng không? Chúng ta thiếu tiểu cầu, chúng ta sẽ bị lỏng máu, chúng ta bị xuất huyết nội. Tại vì tiểu cầu là giống như cái nhân vật trung tâm báo đi những tín hiệu, khiến những cái tế bào, những cái protein đông máu gom lại. Nói cách khác, tiểu cầu giống như là khi quý vị có tai nạn xe xảy ra, cái người đứng gọi 911 vậy, thì cái người đó gọi báo hết mọi thế giới chạy tới chỗ này để giúp. Khi mà không có tiểu cầu hoặc là nó chậm lại trong cái chuỗi liên lạc đó, thì cục máu đông bị hình thành chậm hơn. Và vì vậy kháng tiểu cầu là một cách hiệu quả để chống cục máu đông. Thì thuốc này là gì? Đầu tiên là aspirin. Quý vị nghe nói nhiều về aspirin rồi đúng không? Cái loại khác là clopidogrel, vẫn còn là Plavix, hoặc là ticagrelor, hay còn gọi là Brilinta. Đây là những cái loại thuốc mà chống tiểu cầu khá là hay gặp ở trên thị trường. Lưu ý là không ai, tôi nhắc lại nha, không phải ai cũng nên uống aspirin. Đây là một trong những cái thay đổi lớn nhất về y khoa trong vòng 20 năm qua. Tại vì trước đây thường là những người học y khoa cũ thường được dạy là uống aspirin mỗi ngày. Nhưng mà sau này những cái nghiên cứu chỉ ra là chúng ta chỉ uống aspirin dành cho những người thật sự cần. Ai cần, đã từng có tiền sử bị đột quỵ, bị tim mạch, hoặc là rủi ro bị những cái bệnh này cao. Thì tôi có nói trong cái video số 261 là ai nên uống aspirin, quý vị nghe lại nha. Tại vì uống aspirin lâu dài sẽ có những tác dụng phụ nguy hiểm lên thận và lên bao tử. Nhớ nha, không phải ai cũng nên uống aspirin. Một câu hỏi khác là chúng ta uống thuốc loãng máu như thế nào để an toàn? Thì cái câu trả lời là quý vị chỉ nên dùng đúng liều của bác sĩ và uống đúng cái thời gian và rất là hạn chế ăn uống thay đổi. Tôi nói cái chữ thay đổi ở đây là tại vì thuốc loãng máu có thể tương tác với rất là nhiều loại thuốc quý vị. Tôi nói ví dụ như là thuốc kháng nấm nè, thuốc trụ sinh nè, hầu như bất kỳ thuốc nào cũng có những có thể tương tác lên thuốc loãng máu. Thành ra quý vị nào mà đang uống thuốc loãng máu rồi gặp một ông bác sĩ khác, ông cho thuốc mới, thuốc trụ sinh hoặc thuốc gì, nhớ nói liền: wait, tôi đang uống thuốc loãng máu, tôi uống thuốc này có ok hay không? Thì sau khi bác sĩ kiểm tra, bác sĩ nói ok, bác có thể uống được. Tại vì như tôi nói, thuốc loãng máu rất là dễ tương tác với những loại thuốc khác. Quý vị có thể cần phải check một cái chỉ số gọi là INR khi mà dùng thuốc warfarin hay là Coumadin để biết chắc là cái liều lượng quý vị đang dùng thuốc loãng máu là hợp lý. Một điểm quan trọng khác là thuốc loãng máu có thể tương tác với rất là nhiều loại thức ăn. Thế nên quý vị không nên thay đổi chế độ ăn uống của mình quá đột ngột. Ví dụ như đang ăn chay chuyển qua ăn mặn, hoặc là đang ăn mặn chuyển qua ăn chay. Là tại sao? Những cái loại thức ăn dưới đây có thể tương tác với thuốc loãng máu, có thể làm tăng hoặc là làm giảm hiệu quả của nó. Tôi nói ví dụ như là khi mà quý vị uống thuốc loãng máu Coumadin hoặc là warfarin chẳng hạn, thì quý vị ăn măng tây hay gọi là asparagus có thể tăng hoặc là giảm cái hiệu quả thuốc quý vị đang uống. Broccoli hoặc là bông cải nè, hành xanh, rau spinach, thì những cái loại thức ăn này có thể tương tác và làm giảm cái hiệu quả hoặc là tăng hiệu quả của thuốc nếu quý vị ăn ít hơn hoặc là ăn nhiều hơn. Rồi những cái loại vitamin hay thực phẩm chức năng có thể tương tác với thuốc loãng máu là vitamin K và vitamin E. Củ nghệ, người Việt mình hay dùng cái thuốc này hoặc thực phẩm chức năng này cũng có thể làm cái thuốc loãng máu mạnh hơn. Tôi nói ví dụ như uống một lọ rồi mà uống thêm củ nghệ nữa, tại vì củ nghệ về bản chất đó là một cái loại thuốc loãng máu, thuốc kháng viêm. Thành ra hai cái này kết hợp lại khiến máu chúng ta càng loãng hơn, chúng ta càng dễ bị xuất huyết, càng dễ bị chảy máu hơn. Một câu hỏi khác đó là dùng thuốc loãng máu trong bao lâu? Thì tùy vào bệnh lý, cơ địa và bệnh khác mà bác sĩ sẽ chỉ định cho bệnh nhân dùng trong bao lâu. Có một số quý vị chỉ dùng trong vài tháng, một vài năm, trong khi một số quý vị có thể dùng cả đời.
Tính ví dụ như là bị đau tim, mà nếu mà nghẽn động mạch tim rồi can thiệp động mạch vành, chúng ta có thể cho uống khác so với một số quý vị, chẳng hạn như có bệnh lý về hệ miễn dịch hoặc là gene, có thể sẽ phải uống thuốc loãng máu cả đời. Vì vậy, quý vị cần phải theo dõi với bác sĩ của mình và tuân thủ đúng theo cái chỉ định là nên uống bao lâu, uống cái liều như thế nào và khi nào thì theo dõi trở lại. Bây giờ tôi sẽ nói cái phần quan trọng nhất là tác dụng phụ của thuốc loãng máu. Thì quý vị cũng đoán được tác dụng phụ nguy hiểm nhất của thuốc loãng máu là chảy máu. Và đây là cái điểm cực kỳ quan trọng, tại vì với nhiều người chảy máu có thể dẫn đến tử vong. Chảy máu xảy ra ở nhiều nơi trong cơ thể chúng ta, ở bao tử, ở đường ruột, ở da, nhưng mà cái nguy hiểm nhất là chảy máu trên não chúng ta. Quý vị có thể sẽ thấy phân đen hay màu đỏ do chảy máu đường ruột. Ngoài ra có thể thấy những cái vết bầm trên da khi mà máu bị loãng quá mức. Khi mà máu mà chảy quá nhiều rồi, quý vị sẽ có những cái triệu chứng có thể nói là nguy hiểm hơn. Ví dụ như chu kỳ kinh nguyệt ra rất là nhiều máu, chảy ra liên tục, nước tiểu màu đỏ, xuất huyết từ nướu răng, chúng đánh răng, chảy máu, đau bụng, đau bao tử, chảy máu không có cầm được, ví dụ cắt nhẹ thôi, nó chảy liên tục, chảy giống như dòng suối vậy. Và khi mà chẳng may chúng ta đập đầu vậy đó, chúng ta thấy cái bụng nó sưng phù ra, đó là những cái dấu hiệu rất nguy hiểm cho chúng ta thấy là chúng ta chảy máu bên trong. Đôi khi nhức đầu, chóng mặt, quý vị cần phải đi đến phòng cấp cứu ngay lập tức và nói cho bác sĩ cấp cứu biết là mình đang dùng thuốc loãng máu, để bác sĩ chụp hình hết, chụp hình CT để xem có chảy máu xuất huyết nội trong não hay không. Tôi nhắc lại, những cái triệu chứng này rất là nguy hiểm, mà nếu quý vị đang dùng thuốc loãng máu bị bất kỳ cái triệu chứng nào tôi nói lúc nãy, nhức đầu, chóng mặt, đau bụng, đau nhức hoặc là hoa mắt, hoặc là bất kỳ cái nào mà nguy hiểm, khó thở hay gì, phải đi đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Tại vì tất cả những cái này có thể là một dấu hiệu nguy hiểm quý vị đang bị xuất huyết ở đâu đó do tác dụng phụ của thuốc loãng máu. Nói tóm lại, thuốc loãng máu là một cái thuốc rất là quan trọng giúp chúng ta ngăn ngừa những cái bệnh nguy hiểm, nó thẳng là có thể cứu mạng quý vị nếu như quý vị bị đột quỵ hoặc là quý vị bệnh tim mạch. Nhưng cái tác dụng phụ của thuốc loãng máu cũng có thể khiến cho quý vị mất mạng, tại vì nó chảy máu quá nhiều cũng có thể khiến chúng ta tử vong. Thành ra quý vị cần phải dùng thuốc loãng máu đúng như chỉ định của bác sĩ nha. Tôi nhắc lại, đúng như chỉ định của bác sĩ, dùng đúng liều, dùng đúng thời gian, dùng đúng cái chỉ định. Và thuốc loãng máu rất là dễ tương tác với những loại thuốc khác và càng dễ tương tác với những loại thức ăn có nhiều vitamin K, vitamin E. Quý vị cần phải cẩn thận khi mà ăn những đồ ăn này. Cái điểm quan trọng nhất là khi quý vị ăn uống đừng có thay đổi quá nhiều thì không sao hết. Có nghĩa là đang ăn uống như thế này, uống được rất loãng máu, cứ ăn uống như vậy, đừng có từ ăn chay chuyển qua ăn mặn hoặc là ngược lại. Tại vì những cái thành phần đó có thể ảnh hưởng lên chức năng chống loãng máu của thuốc loãng máu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Minh Trần.